Vâng, chào các bác nhé. Thì hôm nay bên em giao hai cái mẫu xe vào trong miền Nam cho các bác nhé. Một mẫu xe về giao vào trong Sài Gòn và một mẫu xe giao về tỉnh Vĩnh Long thôi nhé. Đó. Thì ở đây có một bác khách hàng đây, thì bác đã mua ba cái mẫu xe bên em rồi, ba mẫu xe bên em rồi. Đó. Thì là mẫu xe trước là hai mẫu xe trước là bác ấy mua cho bác và một người nhà nhà bác đấy. Và cái mẫu xe này thì bác đấy là cũng mua cho người nhà anh em luôn. Đó, có nghĩa là bác ấy giới thiệu cho người nhà anh em mua ở bên em. Đó. Xe cộ bên em là tả chuẩn cho các bác nhé. Tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết cho các bác. Đấy. Nói chung là mùa dịch này thì các bác ở miền Bắc mà ngại đi xem xe nhé, thì là bên em có thể ship tận nơi cho các bác. Và tất cả các bác miền Nam cũng vậy thôi. Thôi nhá. Là các bác có nhu cầu mua xe thì là có thể đăng ký kênh của em, có thể cập nhật những cái mẫu xe mới nhất nhé. Nên là các bác thích cái mẫu xe nào thì là đăng ký kênh, như lúc nào em đăng lên là các bác thích nào bác chốt thôi, đúng không ạ? Hai mẫu xe này các bác đã full đủ tiền không nhá, đã full đủ tiền rồi. Đó. Bây giờ bên em bắt đầu là tiến hành đánh cái xe này coi nhá, đánh hai cái xe này ra Hà Nội nhá. Đó, đánh ra Hà Nội để lên xe lồng thôi nhá. Đó, ngoài Hà Nội là có xe lồng to cơ, cái xe lồng to này nó chở được tầm 9 con xe con cơ nhá. Đó, đây là cái xe này chỉ chở ra Hà Nội thôi. Đó, tại vì chỗ em là cách Hà Nội là gần 100 cây thôi nhá. Đó, chỗ em ở Bắc Giang, đó, tỉnh Bắc Giang. Đó, em thuê cái xe này để chở ra Hà Nội để lên xe lồng thôi nhá. Đó. Anh em bên xe cứu hộ ấy đang làm công tác, có nghĩa là đang buộc xe cho chắc chắn các nhá. Đó, xe nó chỉ có hơn 100 triệu thôi, nhưng mà thực sự các bác là vẫn phải đâu vào đấy hết các nhá, phải cẩn thận cho khách hàng luôn. Đó, bên em bán xe tất cả xe thì phải hơn 100 triệu, nhưng mà đây các nhìn đây, vẫn phải buộc cho nó chắc chắn, để kể cả cái phần là răng kia buộc làm sao nó không bị xước đâu nhá. Đó, cẩn thận từng tí một để khách hàng nhận xe được như ý luôn coi nhá. Đấy, có kẹp đấy, rất là chắc chắn luôn đấy. Xe bắt đầu đi các bác nhá. Đó, xe bắt đầu xuất phát này.